quê hương Việt Nam. Từ biển khơi xa về nơi sơn cương, dân của Chúa ba ngôi được trao truyền và tam dương. 118 cám thánh từ đạo Việt Nam viết bài ca ngàn trùng rực sáng tin cậy thế, cho quân dân Việt Nam ngước lên gương cùng anh sống chứng nhân tin mừng viết tiếp trang sử sách. Quê hương Việt Nam từ biên khơi xa về nơi xa.